Hai chú cua được mua và mang từ Cà Mau về. Mình làm món cua xào xem có hấp dẫn và ngon không nhé. Trước hết hai chú cua được luộc chín, tháo hết dây cột ra và thử cân lên một chú cua xem còn được bao nhiêu. Chú cua nặng 950g cả dây, khi tháo hết dây cột ra còn lại 850g. Như vậy trọng lượng dây cột trung bình một con cua là 100g. Cua luộc xong được đập ra lấy thịt, dùng thịt cua để xào miếng có gia vị, kèm theo để xào thịt cua và miếng. Gia vị có thể là nước tương, bột ngọt, ớt quả, vân vân. Khi xào lại cho miếng và thịt cua đủ chín, thế là có được món miếng cua xào, chắc ngon lắm đây.